Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Trang Vũ TV. Hôm nay tớ sẽ hướng dẫn các bạn cách lên like một chiếc quần jean rất là đẹp. Đây là chiếc quần jean của vị khách đến từ đất nước Lào các bạn nha. Bạn ấy đang học ở tại Việt Nam và học tại thành phố Thái Nguyên. Chiếc quần jean bạn ấy cần cắt đi là 16 cm. Và mình đang đánh dấu và mình kẻ một đường gạch ngang. Cái đường gạch ngang chính là cái đường cuối cùng mà khi mặc lên là điểm cuối cùng từ gấu dưới lên ấy, từ lai lên. Bởi vì chiếc quần này không cần gập gấu các bạn ạ, bởi vì mình đã lấy lại cái lai cũ làm gấu luôn. Người miền Bắc thì người hay gọi là gấu quần, hoặc là có thể gọi là lai quần, người ta cũng đều hiểu. Sau khi mình kẻ xong thì mình sẽ dùng kéo cắt đúng cái vạch mình đã kẻ các bạn nhé. Chúng ta chỉnh cho chiếc quần nó cân, khi cắt thì nó sẽ đều hơn. Sau khi cắt xong phần xác định vị trí cắt thì mình sẽ cắt và giữ lại, lấy lại cái lai của chiếc quần này. Mình sẽ căn và lấy vị trí thứ hai điểm, tức là mình lấy cho lấy cắt gấp đôi cái gấu quần nó dài bao nhiêu thì mình sẽ cắt đúng bằng một phần của chiếc lai. Mình sẽ dùng cái lai này để may lại và gắn lại cái chỗ mình vừa cắt, cái điểm vừa cắt các bạn nhé. Thì gắn may lại cái nối lại cái quần bò jean của mình vừa cắt đấy. Đây là mình sẽ đặt lại ướm thử cho các bạn xem đấy, khi may lên sẽ như vậy. Đầu tiên mình sẽ đo chiếc lai này dài và rộng bao nhiêu. Cái này rộng là 16. Cái này nó cái quần thì nó dư vất khoảng hơn 1 phân các bạn nhé. Mình sẽ may cái gấu quần vào để cho nó bằng độ rộng của cái chiếc lai. Thì khi may nối hai cái vào nhau thì nó mới khớp và nó mới sẽ chiếc quần nó mới đẹp được các bạn ạ. Chiếc quần jean đa số người Việt Nam mặc thường thường nhiều bạn rất hay bị dài, kể cả các bạn cao tầm 1m7 nhiều lúc nào vẫn còn phải cắt chi gấu các bạn. Chiếc quần jean này nó rất là dài. Mình sẽ thay cái kim, đây là chỉ to nhá, kim này là mình dùng kim mũi 1 nên là xỏ nó hơi khó một chút. Nếu đúng quần bò thì mình phải thay mũi kim 16 các bạn nhé. Nhưng mình mình sẽ may nhỏ cái độ rộng của ống quần này vào. Chỗ này là 0,5 cm các bạn ạ, để cho nó bằng cái độ rộng của cái gấu. Mình sẽ may vắt chéo lên một chút.
Tiếp tục mình sẽ kẻ và vẽ và may chiếc gấu quần còn lại. Bởi vì khi cắt dài dài nhiều nhiều một chút thì nó sẽ bị ống nó sẽ bị rộng bên trên ấy, nó bị ống nó loe mà, nên là mình phải thu nhỏ vào để cho nó bằng cái gấu bên dưới. Nhiều khách hàng người ta cũng có thể thu vào ống 14, chọn chân nào nhỏ chút cho 4. Mình sẽ dùng máy vắt sổ mình cắt nhỏ bớt cái phần thừa vừa nãy thì cho nhìn cái gấu nó đẹp mà nó sẽ không bị cong. Và bây giờ mình sẽ dùng kéo và sẽ tháo phần chỉ của chiếc lai quần này. Các bạn có thể dùng mình không nhớ được cái gì nhưng mà mình thường thường dùng mũi kéo quen rồi sẽ nhanh hơn, hoặc là có thể dùng một số loại kéo cắt chỉ. Để tháo chỉ cho hai chiếc lai quần này cũng khá mất nhiều thời gian các bạn ạ. Chúng ta dùng quen là dùng mũi và kéo căng thì chỉ cứ di kéo là nó sẽ tự chỉ ra đứt. Những đoạn đầu này chúng ta dùng đầu mũi kéo bấm cắt những phần chỉ rồi. Đấy, mình chỉ đụng. Nó cũng tùy từng chiếc gấu quần nữa. Tại sao ta phải lấy lại những cái lai quần này? Bởi vì những cái lai này là nó được nhà sản xuất sẽ người ta mài rất là đẹp. Nếu mà mình cắt mà không lấy lại cái lai ấy thì cái quần nhìn rất là trơ và xấu. Các bạn lưu ý nhá, để cái lai quần khi may vào đỡ phải cộn ấy, mình sẽ cắt bớt cái phần gập vào bên trong ấy. Mình sẽ cắt ngoài cái đường chỉ may. Khi may rồi sẽ chỉ ốp vào đường vào quần luôn. Và nó sẽ không bị cộn các bạn nhé. Cái khâu này cũng khá là quan trọng. Nhưng mà cũng một số cái trường hợp là cũng không cần cắt cái phần gập vào trong bên trong đâu. Nhưng mà cắt đi được thì nó sẽ gấu sẽ mỏng và đẹp hơn. Nó sẽ không bị cộn và dày nữa. Cho nên mình sẽ chọn phương pháp là cắt vắt sổ luôn cái lai này, cái phần đầu để xoay ngay bên trong ấy. Các bạn chú ý và sẽ lúc nhìn xem những clip thì sẽ thì các bạn chú ý cái clip theo dõi để xem và hiểu chi tiết của mình, cách mình làm nhé. Bởi vì nhiều lúc là ngôn ngữ cũng tả nó không được tả hết được. Mình sẽ vệ sinh bớt cái chỉ lúc mình cắt mình thừa ra thì cho gấu nó sạch và đẹp hơn. Và bây giờ mình sẽ lấy cái phần cái gấu cái lai này để may nối vào cái phần ống quần lúc đấy mình cắt nhé. Vì cái này mình đã đo là 16cm rồi nên là chỉ cần ghép vào thôi, không phải đo lại nữa. Đấy, các bạn chú ý các đường gân này nhá, mình sẽ ráp hai đường gân của chiếc lai và chiếc ống quần này trùng nhau để khi may ấy thì rằng gân sẽ thẳng xuống sẽ đẹp hơn. Tức là nhiều mình nhìn sẽ không phát hiện ra là
chiếc line này là đã được cắt và nối lên các bạn ạ. Hình như là nhà sản xuất luôn. Khi mình may ráp tỉ mỉ cẩn thận thì lên không khác gì một chiếc quần từ nhà sản xuất. Vì cái line này khi mình cắt quần bằng lưỡi line ấy, thì mình không la thể nào làm nào để cho cái quần bò nó, cái gấu nó xước đẹp như là nhà sản xuất đã làm. Thế nên là mình phải lấy lại cái line này. Đặc biệt là tất cả các quần của các bạn nam. Có cái quần mua 700-800 nghìn một triệu, nhưng các bạn ấy vẫn đem đồ lên nhà mình để mình sửa cho, và người ta chỉ tin tưởng mình làm thôi. Mình càng làm tỉ mỉ, càng cẩn thận thì cái line mình làm càng đẹp các bạn ạ. Các bạn chú ý những cái đoạn phần nối thì đoạn gân ấy thì mình sẽ may chậm hoặc là dùng tay để mình quay để cho may nó không bị gãy kim nhé. Và sau khi may nối xong ấy thì mình sẽ cắt bỏ những phần gân đi các bạn, cắt bỏ phần gân ở phần đầu nhé. Các bạn chú ý nhìn xem theo dõi mình làm nhé. Để làm gì? Để cắt phần gân này khi may vào ấy thì là sẽ không bị cộn và cái line rất là đẹp, bằng phẳng. Mình không cắt đi thì là cái chỗ nối với nhau ấy thì nó có hai cái phần gân này thì nó sẽ cộn lên, nhìn rất là xấu. Mình sẽ tiếp tục làm cái ống quần thứ hai. Ở trên cái phần cái lai quần cũ ấy, chúng ta có một cái vết chỉ mà lúc mình người sản xuất may ấy, mà nhìn cái vết đấy là mình sẽ may cách cái vết đấy khoảng một đường một cm các bạn ạ. Khoảng một cm. À đâu không, một mm cách cái đường may cũ của nhà sản xuất ấy là 1 mm. Cách một cái chỉ ấy là khi mình gập vào bên trong thì nó sẽ cách mình để mình may lại đúng cái đường chỉ của nhà sản xuất thì gấu quần rất đẹp. Khi may nối vào xong thì mình sẽ cũng cắt bỏ ấy. Ok, mình đã nối xong hai cái ống quần và nối hai ống quần. Và bây giờ mình sẽ thay cái chỉ đen bằng cái chỉ bò các bạn ạ. Để may cái line gấp vào gọn vào cho nó đẹp. Đây là khi mình gấp vào nhá. Các bạn nhìn thấy cái line, cái đường mài không ạ? Đấy. Đây mình gấp vào. Các bạn chú ý cái đường nhìn đường mình vắt sổ nhá. Đấy, đường vắt sổ mình sẽ gấp vào bên trong. Và cái đường cách 1 mm thì mình sẽ may đúng cái đường ấy luôn. Thì nó sẽ giống y xì cái line cũ như nhà sản xuất đã may các bạn ạ. Thì chỉ cần sau khi đây mình may xong này thì mình sẽ là qua cái. Thì chút cái line quần này sẽ phẳng lề. Nếu mà nhìn cách xa khoảng tầm 40 cm thì sẽ không phát hiện ra là chiếc quần này là đã được lên line các bạn nhé. Trừ khi là người nhìn quen hoặc là nhìn sát may ra phát hiện ra, những cái nhìn sát nhiều lúc nó cũng không phát hiện ra là quần đã đen lai đâu. Các bạn này gấp mép sao cho nó phẳng nhá. Gấp càng gấp cẩn thận thì may càng đẹp các bạn ạ. Đây đã xong một ống rồi đấy. Như vậy đã hoàn thành xong một cái gấu quần các bạn ạ. Đây, các bạn nhìn thấy cái line đẹp không? Và rồi mình sẽ làm may tiếp tục cái thứ hai. Các bạn nhìn thấy nhá, đấy. Gấp đúng cái mép.
Các bạn chú ý là khi mình may đè như này thì là nó phải may dính cả đường chỉ, nó may dính cả kim ngay bên dưới nhá. Đấy. Gấp vào khi gấp vào trong thì nó phải là dài hơn cái đường chỉ lúc mình may vào. Nhìn như vậy thì cái gấu nó không... Đây qua chỗ giày mình sẽ phải quay may từ từ này, không nó sẽ bị cong kim hoặc gãy kim nhé các bạn. Sau khi may xong gấu mình sẽ đem đi là các bạn. Là này sẽ giúp cái lai sẽ phẳng lì hơn và nó sẽ ăn khớp với cái cổ quần hơn. Các bạn chú ý nhá, trên màn hình là hai chiếc gấu quần. Một chiếc là lấy lại lai và một chiếc không lấy lại lai các bạn nhé. Các bạn nhìn chiếc không lấy lại lai nhìn nó có trơ không ạ? Nhìn nó nhẵn nhụi. Và nhìn chiếc quần bò còn zin mà nó được lấy lai nhìn nó sẽ nhìn nó đẹp hẳn. Đây các bạn nhìn nó mài này, cái mài này mình không làm được giống như họ làm đâu nên mình phải lấy lại. Đấy các bạn thấy xem hai gấu nhìn nó khác, hai quần khác hẳn nhau. Hai chiếc quần này là của một người và chiếc gấu quần bên kia người ta đây đây mình sẽ dỡ cho các bạn xem nhá. Chiếc quần này là người ta bạn đã đem đi một nơi nào đó làm rồi và người ta không lấy lại gấu mà người ta sẽ cắt bỏ đi và người ta làm kiểu này. Và bạn ấy yêu cầu mình là may nhỏ cái ống vào. Đây người, bạn thấy các bạn xem chú ý này, người ta cũng cắt cái phần cái gân đi để may vào, khi may vào nó không bị cộn các bạn. Đấy. Nhưng thường làm kiểu này chỉ làm cho cái quần các bạn nữ thôi, bởi các bạn nữ thì mặc thường trên mất cá chân đấy. Thì hở mọng hở cổ ra thì chân thì nó đẹp. Chứ còn một quần của nam mà cắt mà không lấy lại cái lai thì rất là xấu. Các bạn nhìn thấy không? Một cái lấy lai mà lại không lấy lại lai. Đấy các bạn này nhìn mình làm bên trong này, kiểm tra lại này. Này bên trong cũng gấp mép vào này nhưng mà nhìn ngoài nó sẽ trơ và xấu. Cái đường gấu cái chỉ quần không lại lai là người ta may chỉ đường gân là may đen nên là mình cũng phải may cái đường gấu là phải đen nhá. Còn đây là màu vợ bò nên mình cũng may được chỉ bò. Vậy là mình đã hoàn thành clip lấy lại like chút quần bò. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy ấn like và đăng ký kênh của mình nếu các bạn thích nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.